Thưa quý vị, cùng với doanh nghiệp đóng cửa, đó là số phận của những lao động mất việc làm. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021, thị trường lao động Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do sự bùng phát lần thứ 3 và lần thứ 4 của dịch COVID-19 và ước tính đã có hơn 2 triệu lao động thất nghiệp và thiếu việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đợt giãn cách xã hội kéo dài đã khiến cho nhiều người phải lâm vào cảnh khó khăn và vô cùng chật vật. Mình không có đi làm được nên thành mình ở nhà đấy thôi. Ở nhà thì có gì ăn nấy thôi, là mình cũng ăn mì, ăn đồ rồi qua ngày qua đồ vậy thôi, rồi cũng ăn tạm tạm để qua ngày chờ hết dịch rồi để được đi làm trở lại. Đây là chia sẻ của anh Võ Quốc Khánh, tài xế tuyến xe buýt số 53, hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ sau khi đợt dịch thứ tư bùng phát và thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động xe buýt, người đàn ông này không còn cách nào khác là xoay sở cuộc sống theo kiểu liệu cơm gấp mắm nhằm tiết kiệm chi tiêu. Đó là ăn ngủ ngay trên chiếc xe mà mình đã mưu sinh hàng ngày trước đó. Cùng cảnh ngộ với anh Khánh, kể từ khi thành phố tạm dừng hoạt động xe buýt theo chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 6 đến nay, những tài xế này dù được hỗ trợ và đã xoay đủ kiểu để duy trì cuộc sống hàng ngày, nhưng khó khăn vẫn chồng chất những khó khăn. Tài xế tiếp viên mà nhà gần đây á thì cũng đỡ. Nhưng còn một số anh em mà tiếp viên tài xế là ở xa mà về không được đó. Thì coi như là anh em sống trên xe, mà ăn uống thì mì gói hay cái gì đó, xung quanh mấy quán này người ta cũng lấy cái giá bình dân cho anh em để sống qua ngày đợi nó hết cái khi mà có cái xác nhận thường trú. Vì sau khi tiếp nhận một ngày thì bảo hiểm xã hội quận huyện thẩm định đúng đủ điều kiện để hỗ trợ thì chuyển hồ sơ này qua cho phòng lao động quận huyện thành phố Thủ Đức. Được biết, trong điều kiện giãn cách xã hội toàn thành phố, chỉ trong 15 ngày,